nghe đây đủ. Được chưa? Bên bạn bên đó đó. Rồi rồi, đợi em chút. Xong rồi đó cô. À đúng rồi, nước gỏi nước mắm chưa có. Miếng ra ăn đây. Chỉ ăn cá chọ lắm. Bên đây cái này nè. Chọ nào dẫn đấy, bàn này dài dài nha, muốn ngồi chỗ. Giống như chè nhuyễn ngang nha em.
hộp đem về, bánh cống đem trả đầy đủ. Tôm đây. Ừ, có tôm. Làm cho em nó gái một hộp viên tôm về cho em đó. Không lấy chả là có chả, chả hướng nhân đúng không? Tôm. Năm thiếu 5.000 nữa. Cứ ấy đi, em mua 30 thì kêu bán 30. Sao? Rồi quyết định 30, cứ đi chợ đi. Không không. Rồi chị kêu làm chả thôi. Rồi xử lý cho em đó nè, bỏ vô. Ok, quá tuyệt vời. Hai bạn. Ok, đúng không? Đúng không? 40. Đúng không? Chị mở lên chị coi.